Chương trình Một Tách Trà với An Niên xin kính chào quý vị. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay là vị giáo sư tiến sĩ về ngôn ngữ học với 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Tây Ban Nha. Giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ đã giảng dạy ngôn ngữ tại trường Đại học Irvine Fullerton College, cũng là tác giả biên soạn từ điển tiếng Spanish và tiếng Việt, và đồng thời cũng là biên soạn, sáng tác nhiều sách của ngôn ngữ trong giảng dạy và những chuyện kịch biên dịch từ những ngoại ngữ khác. Quý vị có thể tìm thấy những sách chuyện này qua trang mạng Amazon để bổ sung cho tủ sách của chính mình. Và quý vị hãy tìm, giống như An Miên đã được đọc Lối Về Của Nước, rồi một cái chuyện nữa là những chuyện dịch tiếng châu Mỹ Latin và có những cái vở kịch Trong Vườn Mắt Em, rất là hay thưa quý vị, và theo một cái chủ nghĩa siêu thực. Và chút nữa đây chúng ta phải đi hỏi tác giả siêu thực là gì, sao hấp dẫn thế. Bây giờ mời quý vị cùng với An Miên, chúng ta gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Trần Trấn Trí. An Miên xin kính chào giáo sư. Dạ, xin chào cô An Miên và kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Sài Gòn TV. Vâng, thưa giáo sư và thưa quý vị, phải nói là cái ngôn ngữ của thi ca đó, có nhiều người bảo là thi ca là đỉnh của ngôn ngữ. Thì An Miên cũng nghĩ là câu đó cũng không có phải là khoa trương lắm đâu, đúng không thưa giáo sư? Bởi vì thơ đó, nhất là thơ, đặc biệt là thơ, người ta còn nói là thuở khai sinh lập địa, thơ đã có đầu tiên. Thì cái câu này An Miên cũng không có dám chắc, nhưng mà An Miên nghĩ chắc có đó, chắc chắn là phải có gì. Thành ra với nhiều vị nghiên cứu ở ngoại quốc, đây là câu nói của những cái vị học giả ngoại quốc, họ nói là ngôn ngữ đầu tiên của con người đó là thơ. Thì nói như thế thì chúng ta chưa có bằng chứng để chứng minh từ nó xưa lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta phải hỏi giáo sư. Giáo sư có nghĩ rằng khi làm thơ chúng ta phải rất chọn lọc ngôn ngữ, chứ không phải là văn nói, mà không phải là văn xuôi để viết, văn xuôi đã chọn lọc, nhưng riêng thơ nó lại càng cô đọng. Như thế có đúng không ạ? Dạ, có chứ ạ. Chúng ta thấy ngôn ngữ nó xuất hiện trên nhiều hình thức khác nhau. Văn nói thì chúng ta nói thân mật thì chúng ta cứ nghĩ ra đâu nói đó. Còn nói mà nói trịnh trọng, mà nói đọc diễn văn hay nói trong những buổi họp xin lỗi, thì chúng ta lại cẩn thận hơn một chút. Nhưng mà đó vẫn là văn nói. Qua văn viết thì lại cần phải cẩn thận hơn văn nói nhiều. Chúng ta thường nói là lời nói gió bay, lỡ nói nó chưa hay, lỡ nói nó chưa đúng thì gió nó cũng thổi đi rồi. Nhưng mà viết thì là giấy trắng mực đen, bút ra gà chết, viết dở, viết sai thì nó còn nằm trên giấy trắng đó. Thì ra chúng ta phải cẩn thận hơn. Bên cạnh đó, xin lỗi, chúng ta thấy là văn viết thì cũng phải chia làm nhiều loại. Văn xuôi là, thí dụ mình nói là văn nghị luận đi, thì văn nghị luận cần phải khúc chiết, rành rọt, có khi là phải đanh thép nữa. Và dĩ nhiên là người viết phải sắp xếp ý tưởng, chữ, nghĩa để cho làm sao để có đủ sức thuyết phục mới là một bài văn nghị luận hay. Còn đi qua cái phần sáng tạo, tức là văn chương đó, viết truyện ngắn hay truyện dài lại càng phải chắt lọc hơn nữa, phải mài dũa, trau chuốt, gọt dũa thế nào để cho lời văn nó hay. Vì nhiều người viết văn mà nghe như là làm thơ vậy, nhưng mà thật ra nó cũng chưa đến nỗi công phu bằng hình thức cuối cùng mà tôi muốn nói đến đây là thơ. Thơ là cái hình thức trau chuốt nhất, gọt dũa nhất, giàu âm điệu nhất, và thậm chí là còn có vần nữa. Nhưng mà dạo sau này tôi thấy vần trong thơ của Việt Nam cũng như vần trong thơ tiếng Anh nó gần như không còn nữa. Thơ càng ngày càng tự do, âm điệu thì vẫn còn đó, chữ nghĩa chọn lọc vẫn còn đó, hình ảnh, âm thanh trong thơ có đó, nhưng mà vần nó từ từ nó biến mất. Như vậy cũng tốt thật, là chúng ta không phải bị sợ hãi vì không có vần điệu. Thưa quý vị, hôm nay chương trình này chúng ta sẽ không có nói đến cái quy luật, nguyên tắc làm thơ, mà chúng ta đang nói các thể loại thơ, và chúng ta đồng thời thưởng thức những câu thơ ngắn ngắn hoặc là những bài thơ dài dài. Nhắc tới thơ ngắn, An Miên mới hỏi giáo sư, thưa giáo sư, thơ nào được cho là thơ ngắn nhất thế giới ạ? Thơ ngắn nhất thế giới theo cái chỗ
hiểu biết của tôi có thể là thơ haiku hay là haiku của người Nhật. Họ chỉ thường là hai chữ, ba chữ và số câu cũng ít lắm, nó dạ, rất vâng. cô động. Vâng, vâng. À, chắc có lẽ là chúng ta đều, ngay cả người ngoại quốc họ cũng rất thích thú với cái thơ mà nãy giáo sư mới nói tới là haiku, tức là Việt Nam mình dịch là Hán tự haiku. Thì quý vị sẽ nhìn thấy trên màn hình những cái bài thơ nổi tiếng của một người nổi tiếng là Marcel Basho. Ông Basho thật ra ở tiếng Việt Nam mình mà dịch ra nghĩa đó là ông Ba Tiêu, là ông lá chuối. Mà ông có bài thơ nổi tiếng là về cây chuối rất là hay. Thì bây giờ để có thời gian nói về những cái bài khác thì An Miên cũng mời quý vị nhìn lên màn hình sẽ thấy những cái bài thơ gọi là thường thường thơ của ông đó, hài cú là nó có một cái nguyên tắc là năm chữ, câu đinh thứ nhất, thứ nhì là 7 chữ, cái cuối cùng là 5 chữ, nó rất là gọn gàng. Và giáo sư có thấy rằng cái trường phái thơ theo kiểu ngắn như vậy đó ở Việt Nam mình chắc cũng có phải không thưa giáo sư? Dạ, đâu đó tôi cũng có đọc được những bài với thể loại đó có. Dạ. Vậy giáo sư có còn nhớ bài nào mà ngắn ngắn như vậy không ạ? Tôi không nhớ. Vâng, vậy thì An Miên cũng xin được phép là phải đeo kính lão vào để gửi đến quý vị một vài bài thơ ngắn ngắn như vậy. Thì trong đây thì phải nói là người ta đều nói là thơ, tuy rằng gọi là thơ ngắn đối với Việt Nam, nó không phải theo cái cách mà ngắn ngắn như là của bên Nhật. Nhưng mà họ nói cái bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư cũng được xem là những bài thơ ngắn mà rất là hay. Và nó, người ta ví nó như thơ haiku của bên Nhật đó là bởi vì sao? Nó có cái hình ảnh, lời thơ không mà nó có cả hình ảnh tất cả. Thì bài này rất là nổi tiếng, I mean chắc chắn là quý vị sẽ biết. Nhưng mà có cái câu mà đa số những người thiền sư họ giải thích theo phương hướng là tôn giáo Phật giáo, họ đều đưa ra cái câu, hai câu cuối, tức là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Họ nói là chỉ hai câu đó thôi là thấy cả một mùa thu. Vâng, thưa quý vị, đó là Tiếng Thu. Còn An Miên có sưu tầm thì được biết là có một cái thể loại, tức là bài thơ một vần của nhà thơ trẻ Bùi Chát. Thì cái này đó An Miên thấy là nó cũng ngắn lắm thưa giáo sư. Là nó như thế này: màu đỏ như loài cỏ, ngỡ là chuyện nhỏ nên không ai dọn bỏ. Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng thế nào đành bỏ ngỏ. Và lời bàn này thì An Miên cũng xin miễn được bàn luận. Mà An Miên mời quý vị hãy lên trên những cái website đánh tìm nhà thơ Bùi Chát thì chúng ta sẽ biết rất 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 nhiều. Đây là ông dịch ra tiếng Anh nữa, mà người này còn đang sống ở Việt Nam. Rồi ngoài ra ông Bùi Chát còn có câu này, An Miên thấy còn ngắn hơn là thơ của Hán tự haiku, tức là tựa đề là cho anh em dân chủ, và chỉ có 3 dòng, mỗi dòng đúng 2 chữ: thất bại, bà ngoại thành công. Tới đây là An Miên đã mua được nụ cười của quý vị chắc chắn, phải không thưa giáo sư? Và bây giờ đã qua cái vấn đề mà thơ mà ngắn như vậy thì An Miên được biết là nếu quý vị bước vào trang của nhà thơ Thi Vũ, quý vị sẽ tìm ra thơ rất giống như là nhà thơ, giống như là nhà ông Basho của bên Nhật Bản, thì quý vị sẽ nhìn thấy trên màn hình bài thơ đó. Để coi An Miên có ghi vào trong này hay không. Dạ vâng, An Miên xin đọc là thơ 14 chữ. Cái kia là 5 năm là 17 chữ, cái này chỉ có 14 là còn ngắn hơn nữa. Là một bài, thưa quý vị, An Minh cũng xin nói thêm, Thi Vũ là nhà thơ, nhà tranh đấu nhân quyền, vang danh quốc tế ở hải ngoại, đã sáng lập và điều hành tờ Quê Mẹ ở Paris từ năm 1978. Và có hai bài thơ An Minh xin được chọn của ông để mà đã phổ biến tới quý vị, tức là bài Ủa. Soi mình giọt lệ nửa đêm, rung rinh hoa nở đầu thềm chim kêu. Thì khi đọc cái này, An Miên đọc thêm một bài nữa thì sẽ là xem giáo sư nghĩ sao. Một bài nữa tựa đề là Nước. Con chim hót một chàng sông, nụ cười bản trạch thơm nồng cõi xa. Mỗi cái An Miên ngừng tức là ông xuống hàng, tức là con chim hót một chàng sông, nụ cười bản trạch thơm nồng cõi xa.
giáo sư thấy có quen quen không ạ? Quen là như thế nào cô? Quen là thấy nó vần đẹp giống như thơ. Đó là lục bát phải không? Đúng vậy. Vâng. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta có thể ngắt những cái lục bát ra và biến thành một thể loại rất là ngắn. Dạ, nhân đây là chúng tôi cũng xin đóng góp một chút thêm là dạo sau này nhiều tác giả ở Việt Nam, ở hải ngoại làm thơ lục bát nhưng mà họ muốn dùng cái cũ mà có cái gì mới. Thành ra nhiều nhà thơ đã tách nó ra, không phải để 6 chữ trên một hàng, rồi lại 8 chữ trên một hàng, có vẻ đơn điệu lắm. Nhiều khi chỉ có 2, rồi tới 4, rồi tới họ ngắt ra. Thành ra nhìn một bài lục bát, tôi thấy cái kiểu đó nó hay, là nhìn vào mình không chán, mà ngâm nga vào thì cũng thấy nó là lục bát. Mà mình, nó hay hơn nữa là mình ngừng theo cái nhịp của bài thơ. Chỗ nào tác giả xuống hàng thì mình cũng ngừng. Thành ra hóa ra cái nhịp điệu nó phong phú hơn và nó tạo nhiều cảm xúc hơn. Tức là giáo sư chấp nhận cái lối mà gọi là rượu thì là rượu cũ nhưng là bình mới. Tôi thích cái kiểu đó lắm. Dạ, tôi nghĩ là đúng vậy. Nó, mình không có muốn lục bát mất đi. Nhưng mà mình cũng không muốn cái đơn điệu hoài của lục bát cứ 6 rồi 8 rồi 6 rồi 8. Đằng này vẫn là lục bát mà rải ra. Lúc nhặt, lúc khoan, lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhiều, lúc ít, thật là hay. Dạ, vâng. Và trước khi mà giới thiệu một cái thể thơ khác thì Amin xin hỏi giáo sư, trong một bài thơ dù ngắn dù dài, cái nào quan trọng nhất? Điều gì quan trọng nhất? Điều gì quan trọng để làm một bài thơ mà được nhiều người khen là thơ hay? Là phải có một ý hay cái đã. Dạ. Rồi mới tới lời. Chứ lời mà hay mà ý chẳng có gì hết thì rằng hay thì thật là hay. Vâng, thì giáo sư có cho rằng có những bài thơ dở không? À, cũng có chứ cô. Chính vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta thường khôi hài gọi là thơ con cóc. Mỗi người chúng ta là người Việt Nam hình như là ai cũng làm thơ được hết. Nhưng mà làm thơ hay hay không là một chuyện khác. Và cũng như trong một cái chương trình trước cô đã nói chuyện với tôi đó, mình thưởng thức thơ cũng như thưởng thức nhạc, thưởng thức nghệ thuật, hội họa, điêu khắc, chúng ta thấy là người thì khen tác phẩm này mà người khác lại không khen. Nhưng mà dù gì đi nữa nó cũng có những cái tiêu chuẩn nhất định. Có những bài thơ, có những mà nó rộng hơn những bài nhạc, những bức tranh, những truyện ngắn, truyện dài, nó chưa đạt tới cái mức tối thiểu về nghệ thuật của cái lĩnh vực đó thì chúng ta cũng phải đành ngậm ngùi mà bảo là chưa có hay. Vâng, thưa giáo sư, nhân tiện nói về thơ hay thơ dở thì Amin thấy là đại đa số mọi người từ ngoại quốc cho tới Việt Nam, những nhà thơ, những người cầm bút và những gọi là writer, là những người văn bút, họ đều nói thơ hay chuyện hay là khiến cho người ta nhớ được cốt truyện, còn thơ là người ta phải nhớ được lời thơ và ý thơ. Còn thơ dở tức là thơ vô duyên, thơ nhạt nhẽo, thơ như ráp chữ. Nhưng mà khi mà Amin nghe được những cái câu cái keyword quan trọng á, là thơ hay là để người ta nhớ, Amin mới nghĩ một câu, nhiều khi thơ dở mà người ta vẫn nhớ suốt đời. Chẳng hạn như bài thơ Con Cóc, phải nói từ cái đợt mà cha sinh mẹ đẻ của Amin là các ông các bà đều cho là thơ đó dở quá, đúng là thơ Con Cóc, thế ai nói gì, ôi thơ cóc nhái. Nhưng mà rốt cuộc lại là nhớ nhiều nhất. Chẳng hạn như Amin không hề coi, không hề sưu tầm, nhưng mà nhắc tới thơ là bài thơ Con Cóc nhảy ra đầu tiên. Như vậy là thành công không thưa giáo sư? Như vậy là đối với cô, cái nhớ nó đâu có đi song song với cái hay. Đó, phải cái Amin muốn nói cái dạ. Đó. Thành ra nhớ là một chuyện, mà hay là một chuyện. Dĩ nhiên có lúc hay thì sẽ nhớ, mà như cô đã nói, không hay cũng nhớ. Thì thành ra cái nhớ nó không phải là cái yếu tố quyết định cho cái giá trị của một tác phẩm. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, bởi vì Amin nhớ mãi có một người nói như thế này, khi mà một cô gái đẹp thoáng qua, ta sẽ nhớ được nàng đẹp như thế nào. Nhưng mà thử quý vị mà gặp một người thật là xấu ngang qua, quý vị sẽ nhớ là ôi trời ơi tại sao mà cô đó lại bị như vậy. Hai cái nhớ nó khác nhau thưa quý vị. Và giáo sư nãy đã trả lời cho Amin, và bây giờ Amin muốn nhắc tới một cái thể thơ rất là diễm tình, đó là thơ Tứ Tuyệt chỉ 4 câu. Mà Amin xin tiên phong được đọc cái bài Tứ Tuyệt của một nhà thơ nữ văn sĩ, đó là mà chắc quý vị hãy cùng với Amin nhé, chúng ta hãy tìm đọc. Tên của cô là Trần Mộng Tú. Sở dĩ Amin không gọi là bà
mà Amin gọi là cô, vì đối với Amin, những người làm thơ, Amin có cảm giác người ta trẻ mãi như dòng thơ của họ. Amin xin phép được đọc bài thơ này, nữ sĩ Trần Mộng Tú layout trên một cái hình cũng rất là đẹp, hoa thực dược, rồi mây xanh bạc ánh trăng sáng, và câu đó như sau: đêm nở trắng ngần bông thực dược, những cánh hoa đánh thức vầng trăng, em về vạt áo sương mùa hạ vàng đẫm trên vai một mảnh rằm. Giáo sư thấy sao ạ khi nghe An Nguyên đọc? Đẹp, rất đẹp. Giáo sư có thể thấy cái độc đáo mà Amin nghĩ bài thơ này chắc là rất là nhiều người yêu thích đây. Tại vì Amin là người không giỏi về thơ, nhưng mà đọc xong là Amin thích liền. Cái Amin thích nhất là vàng đẫm trên vai một mảnh rằm. Tả mà mặt trăng như vậy thì quá đẹp hả mà. Chúng ta có từng thấy nhiều nhà thơ như thi sĩ Hà Mạc Tử nói về trăng, rất rất nhiều người nói về trăng, rồi Đinh Hùng. Nhưng mà riêng của nữ sĩ Trần Mộng Tú lại đưa chúng ta đến một cảnh giới khác nhau. Trăng rằm mà lại chỉ một mảnh rằm trên vai thôi. Rất nhiều người, như cô nói, rất nhiều người đã nói về trăng, mà mỗi người diễn tả một cách khác nhau. Như cô nói là vàng đẫm trên vai một mảnh rằm thì tôi thấy quá đẹp. Nhân đây thì tự nhiên tôi cũng nhớ đến trong âm nhạc, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng nói về trăng, mà câu cuối cùng, một trong những câu cuối cùng là trăng treo ven đồi. Cô thấy không? Thường thường mình nhìn trăng thì mình đâu có nghĩ là nó treo ở đâu, nhưng mà mỗi người, mỗi người nghệ sĩ nhìn trăng nó khác, như khác mình. Mình thì chỉ người bình thường như chúng ta thì nhìn lên thì chỉ thấy một vòng tròn có màu vàng thôi. Nhưng mà những người nghệ sĩ, mỗi người thấy một kiểu, cái cách miêu tả trăng của họ là cái cách thấy của họ. Thành ra họ mới truyền đạt lại cho chúng ta. Đối với cô Trần Mộng Tú thì trăng nó trở thành một cái, không phải là một cái thực thể tròn nữa, mà nó là một cái gì đó nó thấm ở trên vai của cô. Và nó thành một mảnh, và nó thành chỉ là một vầng sáng thôi, chứ không phải là không trả tả trăng mà trả cái ánh sáng của trăng. Vâng, cái đẫm vàng trên vai. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.